Cáo phó. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, Thiếu tá Nguyễn Văn Hóa, sinh năm 1963, ngụ tại ấp Sớm Mới một, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Huy chương chiến sĩ dễ dàng hàng nhì, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đã từ trần vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 10 tháng 7 năm 2024, nhằm ngày 5 tháng 6 năm Giáp Tình, hưởng thọ 62 tuổi lễ nhập quan lúc 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2024, lễ chiến bắt đầu từ 20 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2024, linh cựu quan tài tư gia, áp sớm mới 1, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Lễ trọng quan lúc 10 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2024, nhằm ngày 7 tháng 6 năm Giáp Thìn, an táng tại nghĩa địa thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Vợ Phan Thị Ngọc Ly cùng gia đình đồng kính báo